Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã ra thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng. Cụ thể, các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm, thời gian thực hiện thí điểm là trong 3 tháng từ 22 tháng 7 đến hết 22 tháng 10. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thu hồi điểm trong giữ xe dưới lòng đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.